liên quan vụ Lương Nghi Chim Quốc Thái bị bà Vũ Thụy Hồng Ngọc 41 tuổi, Diệt Kiều Mỹ, hậu phi cũ, thua Giang Biển chém, ngày 31 tháng 10 tới đây, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ án ra xét xử cấp phúc thẩm. Phiên tòa được mở theo kháng cáo của ông Thái và kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, để chuẩn bị cho phiên tòa này, ông Chim Quốc Thái mời hai luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho mình. Như phản ánh, bà Ngọc và Lương Nghi Thái kết hôn tại Mỹ năm 2011. Tuy nhiên, sau thời gian thông thường sống, hai người xảy ra mâu thuẫn và ly hôn. Trong thời gian này, hai người xảy ra tranh chấp về phân chia tài sản. Tháng 3 năm 2018, bà Trần Hoa Sen gọi điện mời bà Ngọc đến nhà riêng ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh chơi. Bà Sen cũng gọi điện cho Phan Nguyễn Duy Thanh đến nhà điều đình việc làm ăn. Tại đây, bà Ngọc và Thanh làm quen với nhau. Sau đó, Ngọc tâm sự với Thanh về mâu thuẫn với bi cũ. Bà Ngọc đồng ý đưa cho Thanh 1 tỷ đồng để người này đánh dằn mặt ông Chim Quốc Thái. Nội dung trên được cả hai điều đình trong phòng ngủ của bà Hoa Sen. Sau đó một tuần, bà Ngọc bỏ 500 triệu đồng vào túi xách mang đến phòng khám của bà Hoa Sen nhờ người này chuyển cho Thanh. Tối 28 tháng 3 năm 2018, hai đàn em của Thanh phát hiện ông Thái đến ăn tối tại nhà hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ Quy. 1. Nên bám theo. Đến 22 giờ, ông Thái vừa ra khỏi nhà hàng, nhóm đàn em của Thanh cầm dao xông đến chém vào lưng và vai ông Thái. Ông Thái được đưa đến bệnh viện cấp cứu với yêu mến tích 5%. Ngày 30 tháng 3 năm 2018, ông Chim Quốc Thái có đơn yêu cầu xử lý hình sự những người gây yêu mến tích cho ông. Qua điều tra, công an lần lượt cầm giữ Thanh cùng các đồng phạm. Sau đó, bà Ngọc cũng bị cầm khẩn cấp khi đang làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất để qua Mỹ. Sau đó ngày 26 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa hôm ấy, bà Hoa Sen là người được triệu tập với vai trò người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, bà này có đơn vắng vẻ mặt với lý do bận rộn bệnh không thể tham dự phiên xử. Sau gần một ngày xử, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức tuyên án. Theo đó, bà Ngọc bị tuyên án 1 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây yêu mến tích. Bị cáo Phan Nguyễn Duy lĩnh 1 năm 3 tháng tù. 5 bị cáo là đàn em của Thanh nhận 1 năm 4 tháng tù. Bà Ngọc cười cợt tươi tại phiên tòa sơ thẩm. Sau khi nghe tòa tuyên án, bà Ngọc cười cợt tươi với bản án trên. Bởi trước đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đánh rét mức hành vi của các bị cáo là nguy hại cho xã hội, cần xử lý nghiêm. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tòa tuyên phạt nữ bị cáo từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù. Sau phiên tòa, ông Thái đã kháng cáo lên cấp tòa phúc thẩm. Theo ông Thái, tòa cấp sơ thẩm chưa để ý nghĩa vụ của bà Trần Hoa Sen. Theo đơn kháng cáo, Lương Nghi Thái nêu 6 lý do dẫn đến ông kháng cáo toàn cục bản án sơ thẩm, đó là hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã không để ý đến hành vi của bà Sen trong vụ án. Theo ông Thái, bà Sen là một mắt xích quan trọng, là đồng phạm giúp sức để hành vi chém ông Thái được thực hiện và hoàn thành. Ngoài ra, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng có kháng nghị một phần bản án trên. Cũng liên quan vụ việc, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ký kháng nghị số 31-3 đối với bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, cơ quan này cho rằng bản án hình sự sơ thẩm có nhiều sai sót và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, do vậy Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu cấp phúc thẩm xét xử theo hướng hủy toàn cục bản án sơ thẩm. Theo như nội dung kháng nghị, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng bà Ngọc là người khởi xướng, chủ mưu. Tuy nhiên, cấp tòa sơ thẩm chỉ tuyên phạt nữ bị cáo này 18 tháng tù là chưa tương xứng với hành vi tội lỗi, không nghiêm, không đủ công dụng rét tô dục răng đe, phòng ngừa. Ngoài ra, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đồng ý với kháng nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Phan Nguyễn Duy Thanh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bảo vệ Song Thanh của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, bản án sơ thẩm tuyên Thanh 1 năm 3 tháng tù. 5 bị cáo là đàn em của Thanh nhận 1 năm 4 tháng tù. Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố
Hồ Chí Minh cho rằng có sai lầm trong việc áp dụng luật pháp đối với Thanh và các đàn em. Đặc biệt, theo như kháng nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố, Hồ Chí Minh cho rằng có đủ căn cứ xác định vai trò liên quan của bà Trần Hoa Sen trong vụ án. Tuy nhiên quá trình điều tra, truy tố tích lũy và đánh rét mức chứng cứ về vai trò của bà Sen chưa được kịp thời, hoàn toàn và toàn diện, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Ngoài ra, kháng nghị cũng cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt đối tượng tội lỗi với anh Hùng Tú Chùa người đã được Thanh phân công trực tiếp chở các đàn em đi chém ông Thái.